Kiểu mưa rơi lộc độc. Em vẫn bỏ vào trong vườn để quay video các bác. Cây 2 năm đây các bác. Đây là hàng cây to. Cây 2 năm các bác nhé. Quay một xíu thôi. Mưa lắm. Mưa em không thể nào đi quay được hết vườn đâu. Mà vườn này nó đều. Nói chung là vườn này đều cây các bác nhé. Nắm được không? Ây da. Đấy, ok không? To như mày. Làm to đều hết nhá. Rồi, các bác vào số điện thoại em ghi mình trên góc màn hình các bạn. Vào Zalo nhé. Tiếng mưa lộp đổ. Quay một xíu thôi các bác ạ. Em không đi quay được hết đâu. Nói chung là cái lô này không có nhiều. Đây các bác cùng xem trong video này. Đây, quay video này là thực tế nhất này. Nó hầu như là vườn nào cũng thế, nó cũng có cây nọ cây kia nhá các bác nhá. Nhưng mà em cũng sẽ quay kiểu không phải là chọn cây để quay đâu. Cứ quay đều đều như này. Rồi, các bác cùng xem được các bác. Đánh giá xem là nó như nào. Ui, cây này bị muội rồi. Thôi em ngừng video đi, mưa quá. Đi ra đi. Mới ngượt hết áo rồi.